Dạ, mình chào bà con và các bạn đến với kênh Liêm Nguyễn nha. Hôm nay clip tiếp theo với nhà vườn Hoàng Thịnh giao lưu hoa giấy thành phẩm và một số cây nho thân gỗ nha bà con. Nho thân gỗ cũng là một cây ăn trái và là mình chưa kiểng được luôn nha. Và sau đây mời bà con và các bạn mình cùng giao lưu chi tiết với nhà vườn luôn ạ. Dạ, em chào anh Liêm, em chào cô chú anh chị đang xem kênh của anh Liêm ha. Thì hôm nay nhà vườn em có về giấy thành phẩm với nho thân gỗ 12 vụ muốn giao lưu tới cô chú anh chị ha. Qua số điện thoại là 0762966109 này cũng là số Zalo luôn ạ. Thì hôm nay thì em đầu tiên em xin lên mã số 1 ha. Nụ cây Red Pizza nha cô chú anh chị. Dạ, chiều cao đây em đo được là 60 nha. Tán ngang là 60 luôn ạ. Củ đế lớn nha cô chú anh chị. Hoành thì em đo vị trí này là 35 ạ. Củ đế rất là lớn ha. Sổ đế là 39 ạ. Cây Red Pizza đang full bông luôn ha. Rồi, mã số 1 em xin giao lưu là 600 ngàn ạ. Tất cả các mã số của nhà vườn em thì em đều bao ship hết nha cô chú anh chị. Rồi, mã số 2 nha, cũng là một cây Red Pizza luôn ạ. Chiều cao em đo được là 69 ạ. Đáng ngang đây em đo được là 70 ạ. Hoành thì 32 ạ. Sổ đế 40 ạ. Rồi, mã số 2 em cũng giao lưu 600 ngàn luôn ạ. Rồi, mã số 3 ạ. Nụ cây Red Pizza tông một cốt ạ. Dán trực luôn nha cô chú anh chị. Dạ, chiều cao là 89 ạ. Dạ, tán ngang đo được đây là 75 ạ. Hoành thì em đo ở vị trí này là 32 ạ. Rồi, mã số 3 cũng 600 ngàn bao ship ạ. Dạ, mã số 4 ạ. Dạ, chiều cao là 75 ạ. Tán ngang là 70 ạ. Cụ đế rất là lớn nha cô chú anh chị. Hoành em đo được đây là 37 ha. Đang full bông luôn nha cô chú anh chị. Rồi, mã số 4 em cũng 600 ngàn bao ship ạ. Rồi, mã số 5 ạ. Là một cây ghép kim cương trắng ạ, với tím pháp lá cẩm thạch ạ. Này, có hai màu hết cô chú anh chị. Cẩm thạch tím pháp và kim cương trắng. Dạ, cẩm thạch tím pháp và kim cương trắng ạ. Dạ, chiều cao là 80 ạ. Tán ngang là 60 ạ. Dạ, hoành em đo vị trí này ạ. Hoành em đo vị trí này là 32 ạ. Rồi, mã số 5 em xin giao lưu là 600 ngàn em bao ship. Dạ, mã số 6 ạ. Cây siêu to đẹp luôn nha bà con. Cây rất là lớn nha cô chú anh chị. Cây này cũng hao mà hai màu luôn ha. Dạ, chiều cao là 80. Tán ngang 80 ạ. Hoành thì em đo vị trí này là 34 ạ. Cây rất là lớn nha cô chú anh chị. Sổ đế em đo được đây là 40 ạ. Rồi, mã số 6 em cũng xin giao lưu là 600 ngàn ạ. Mã số 7 ạ. Cũng là một cây ghép hai màu luôn ạ. Dạ, chiều cao là 68 ạ. Tán ngang là 65 ạ. Hoành hiểm đo ở vị trí này là 15 ạ. Rồi, mã số 7, 450 ngàn em bao ship ạ. Dạ, mã số 8 ạ. Cũng là một cây ghép 5 màu luôn ạ. Ghép pizza, tím tiết, hồng tiết, 3 màu, kim cương trắng, 4 màu. Và cam thái ạ. Cam 5 màu. Dạ, chiều cao là 60 ạ. Tán ngang là 50 ạ. Hoành em đo vị trí này là 20 ạ. Cây này 6 màu luôn, có hồng tiết nãy cái hồng tiết chưa? Dạ rồi. Vậy là 5 màu. Dạ là 5 màu.
Củ đế rất là quắn đẹp nha cô chú anh chị. Rồi mã số 8, 550.000 em bao ship ạ. Dạ mã số 9 ạ. Cũng là một cây ghép 5 màu luôn ạ. Cam thái ạ. Ghép pizza tím tiết, kim cương trắng và hồng tiết ạ. Dạ chiều cao em đo được đây là 65 ạ. Thấy ngang là 54 ạ. Vành cũ em đo được đây là 40 ạ. Củ đế rất là đẹp nha cô chú anh chị, sạch ha. Rồi mã số 9, 500.000 em bao ship ạ. Ghép những cái dòng xiên bông nha bạn. Siêu hoa. Những dòng siêu hoa. Rồi mã số 10 ạ. Là một cây 3 màu tiết ạ. Hồng tiết nha cô chú anh chị, trắng tiết ha. Và tím tiết ạ. Cây đang lên đủ 3 màu tiết cho mình ha. Chiều cao em đo được đây là 1 mét ạ. Tán ngang là 80 ạ. Hoành em đo được đây là 21 ạ. Tông 1 cốt hót thăng nha cô chú anh chị. Rồi mã số 10, 350.000 em bao ship ạ. Yeah, mã số 11 là cây dưa hấu đỏ ạ. Cây này thì đang lên búp bông nha cô chú anh chị. Này, theo mấy cái lá của nó là đều lên bông hết nha cô chú anh chị, rất là đẹp ha. Dạ chiều cao em đo được đây là 80 ạ. Tán ngang là 65 ạ. Dạ hoành là 18 ạ. Rồi mã số 11, 280.000 ạ. Em xin em bao ship luôn ạ. Mã số 12 ạ. Cây nho thân gỗ 12 vụ ạ. Cây này mình vừa làm kiển được, vừa mình vừa ăn trái được luôn nha cô chú anh chị. Cây này thì trái nó đâm ra từ thân ha. Trái chùm chùm luôn, trái rất là nhiều nha cô chú anh chị. Mã số 12, chiều cao 1m40, tán ngang 65, hoành 11 ạ. Hoành rất là lớn nha cô chú anh chị. Cây này thì em đã thần chậu từ nhỏ rồi ha, nên cô chú anh chị không sợ ship xa mất sức ha. Rồi mã số 12, em xin giao lưu là 750.000 ạ. Mã số 13, cũng là cây nho thân gỗ 12 vụ luôn ạ. Cây này thì đang ra trái nha cô chú anh chị, trái rất là sai ha. Trái rất là nhiều luôn. Rồi mã số 13, chiều cao 1m30, tán ngang 70, hoành 11 ạ. Cây phơm tàn lớn nha cô chú anh chị. Trái của nó thì ra theo thân ha. Rồi mã số 13 em xin giao lưu là 700.000 ạ. Rồi mã số 14 ạ. Cây này đang ra trái với bông quá trời luôn nè cô chú anh chị. Ha, từ ở dưới gốc ha. Lên tới trên ngọn luôn nha cô chú anh chị. Đây, nó đang ra bông ha. Rất là nhiều luôn. Chiều cao là 1m35, tán ngang 60, hoành 9. Mã số 14 em xin giao lưu là 650.000 ạ. Khi em ship thì em sẽ ship luôn cả chậu ạ. Dạ, mã số 15 ạ. Chiều cao là 1m20, tán ngang 55, hoành 9 ạ. Cây này thì đang ra bông nha cô chú anh chị. Đây, bông của nó rất là nhiều luôn ha. Rồi, mã số 15, 650.000 em bao ship ạ. À, mã số 16 ạ. Chiều cao là 1m15, tán ngang 50, hoành 9 ạ. Cây này thì có trái, có bông đang luôn, đang lên bông hết cô chú anh chị. Rồi, mã số 16, 650.000 ạ. Rồi, mã số 17 ạ. Cây này thì đang trái quá trời luôn nè cô chú anh chị. Trái rất là sai luôn ha. Chiều cao là 1m1, tán ngang 65, hoành 9 ạ. Cây này đang có trái nhỏ nè. Bông à, trái lớn luôn nha cô chú anh chị. Trái này thì nó mau chín lắm ha. Trái này trong vòng 4 bữa nữa là nó chín nha cô chú anh chị. Cái trái bự bự này ha. Rồi, mã số 17 em cũng xin giao lưu là 650.000 ạ. Mã số 18 ạ. Chiều cao là 1m20, tán ngang 55, hoành 9 ạ. Cây này thì lên 3 thân nha cô chú anh chị, rất là đẹp ha.
đèn sum rất là đẹp luôn. Rồi mã số 18 em cũng xin giao lưu là 650.000. Rồi mã số 19 ạ. Đây. Cây này thì đang ra trái chín nha cô chú anh chị. Đó, trái của nó rất là lớn luôn nha cô chú anh chị. Chiều cao là 1m30, tán ngang 55. Quành chín ạ. Cây thì đang cho trái chín rất là nhiều luôn ha. Trái của nó rất là bự nha cô chú anh chị. Đây nó bự hơn cái ngón tay cái của em luôn nè. Rất là bự ha. Rồi mã số 19 em xin giao lưu là 650.000 luôn ạ. Rồi tiếp theo mã số 20 ạ. Chiều cao là 1m40 ạ. Tán ngang 65 ạ. Hoành 10 ạ. Cây này thì đang ra trái rất là nhiều nha cô chú anh chị. Trái heo mấy cái nhánh luôn nè ha. Trái rất là nhiều luôn. Rồi mã số 20 em xin giao lưu là 700.000 ạ. Rồi mã số cuối clip của nhà vườn em luôn nha cô chú anh chị. Thì phần cuối clip thì em rất mong được sự ủng hộ của cô chú anh chị trong clip kế tiếp này ha. Rồi em xin cảm ơn. Rồi, anh cảm ơn nhà vườn nha. Cảm ơn bà con ạ. Hẹn gặp lại bà con mình ở những clip tiếp theo nha. Chúc bà con mình xem clip vui vẻ ạ.